Xin chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người đàn một bản nhạc rất là hay và mình rất là thích bài này, đó là bài Sway. Đây là một bản nhạc có tiết tấu cũng như là giai điệu rất là bắt tai đúng không ạ? Mình sẽ bắt đầu học nhé. Trong bài thì tất cả các nốt C sẽ là C dáng nha mọi người. Rồi, mình bắt đầu với tay phải. La, fa, la, fa, la, fa, si, la, son, hai, si, la, son, la, son, fa, hai, ba, bốn, fa, re, fa, re, fa, re, son, fa, mi, hai, son, fa, mi, hai, fa, mi, re. Tay phải rất là dễ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua tay trái, có 3 hợp âm thôi ạ mọi người. Mi thứ 7 dáng 5 thì mình sẽ đàn như này nhé. Mi, si dáng và re ha mọi người. Nhưng mà khi mình đàn mình sẽ tách ra, mi đánh trước rồi hai cái nốt này đánh sau nhé. Ha, tức là mỗi hợp âm mình sẽ đàn hai phát đấy. Rồi, la 7 thì mình sẽ đàn la mi son nha mọi người. Mình cũng đàn hai phát, đó là la trước, mi son đàn sau. Rồi sau đó là có re. Re thì mình có thể đánh re, la, re. Nhưng mà mình cũng đánh cái này trước rồi mới đàn cái hai cái cụm này sau nhé. Rồi cái nhịp của bài này nó sẽ như này. La 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 la. Thì cho mọi người ghép chậm nhé. La, fa, la, fa, la, fa. Si dáng mình đi với mi nha mọi người. Sau đó la mình đi với hai cái nốt này. La, son đánh một mình rồi mình mới đánh la nhé. À, tức là đánh riêng biệt la, không có đàn với tay phải. À, câu tiếp theo si mình lại đi với mi. La, son, bùm, chát. Đó, rồi cái câu tiếp theo đánh cùng nhau này. La, son, fa. Chỉ có cái câu này là re nó sẽ đàn nhiều phát hơn. Bùm chát, bùm bùm chát. Mọi người nhớ cái điệu này không? Tùm chát, tùm tùm chát. Thì mình sẽ đánh cùng la, son, fa. Ok, bây giờ mình sẽ gấp chậm hơn nhé. Câu đầu tiên. La, fa, la, fa, la, fa, si, la, son, bùm chát. Si, la, son, bùm chát. La đi với re. La, son, fa. Câu thứ hai tương tự luôn mọi người ạ. Khi mọi người đàn được đúng một câu đầu thì cả bài cái nhịp nó sẽ theo cái mặt này. Câu thứ hai. Fa, re, fa, re, fa, re. Son đi với mi tiếp nha mọi người. Mi xong mới đánh la. Son đi với mi tiếp. Mi xong mới đánh la hai cái riêng vậy đó. Rồi fa, mi, re. Nó không có đụng nhau ha. Nó hơi vướng thôi. Đó, hoặc là mọi người tiếp thì đàn ở đây. Nhưng mà mình thấy nó hơi thấp ấy ha. Rồi bây giờ mình sẽ ghép chậm hai câu này nha mọi người. Chỉ cần tập được một câu thì có thể là mọi người sẽ đàn được nguyên một cái đoạn này không? Tại vì nhịp của bài nó cứ là tùng ta tùng tùng ta tùng ta. Thì để tập được cái bài này thì mọi người nên hát chung với tay trái trước, sau đó mình lại ghép nhé. Đúng tốc độ này. Thì nó cũng tương tự như câu 1, 2 nhưng nó sẽ chỉ khác một vài cái nốt thôi mọi người. Đó là la, 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 si, la, son, si, la, son, la, son, fa, fa, re, fa, re, fa, re, son, fa, mi, son, fa, mi, fa, mi, re. Nếu được mọi người có thể thay đổi bằng cách lên trên quạt cảm đàn và thêm nốt cho mình nhé. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Dồ. Fa, mi, re. Đó, mình sẽ thêm nốt để cho cái âm của mình nó hay hơn. Rồi, tương tự ghép giống như đoạn đầu thôi mọi người, cũng mi, la, re thôi ha. Mình ghép chậm nhá. Ghép chậm đi đơn cho dễ nhìn nhá.
để nó si mới vô mi nhá. Son xong mới đi la, si đi với mi, bùm chát. Rồi bây giờ la đi với rê, bùm chát. Câu tiếp theo fa rê fa rê fa rê, son đi với mi, fa mi bùm chát, son đi với mi, bùm chát, fa đi với rê, fa mi rê. Thật ra nó không có gì khác với hai câu đầu hết á mọi người ha, chỉ là khác cái câu đầu tiên là la 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 la, nhiều la hơn. Rồi cho nên mình mới nói là nếu mọi người tập được đúng một câu đầu thì có nghĩa là sẽ đạt được bốn câu. Bây giờ mình sẽ ghép chậm, à ghép đúng tốc độ hai câu 3-4 nhé. Thêm nốt. Cái đoạn vui nhộn rồi, bắt đầu mình qua cái đoạn 2 thì mình có thể làm nó chìm lại, giai điệu nó sẽ nhẹ hơn. Re mi fa mi re mi mi fa son mi fa son la si do do la do la si do si la do, thang nhá. Do do là do, la si do si la re 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 do, sau đó mình quay lại thôi ha. Đoạn này là một đoạn nhẹ nhàng thì mình sẽ rải ha mọi người ha. Do son si dáng do, fa major 7 fa do mi fa, la 7 la mi son do thang. Mi thì chỗ này mình sẽ dằn nhé, dằn mi ha, mình sẽ dằn 4 cái mi rồi mình qua la, mi 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 la. Rồi mình ghép cho mọi người hình dung nha. Re mi fa mi re, mình mi mình mới đi với đô này. Mi fa son là mình đánh chung hết nhá. Mi mi fa son. Đó, rồi mình đánh tiếp. Mi fa son la si, đô đi với fa. Đánh cùng nhau. Đô đô, la si đô si la, đô thăng đi với la 7. Một mình la si do si dằn dằn, chỗ này thì trong sách nhạc không viết cho nên mình chỗ này mình tự nghe cái nhạc của nó là re 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 re, thì cùng lúc re thì mình sẽ đi với mi á mọi người. Rồi khi mà đánh đô thì mình sẽ đàn la, là mình sẽ nhấc ra luôn rồi mình sẽ quay lại. Thì mình sẽ làm sao cho hai cái đoạn này tương phản, cho nên cái đoạn này mọi người đã nhẹ thôi nhé. Nhưng mà mình vẫn thấy nó hơi bị trống trải giữa các câu ấy, cho nên mọi người sẽ nâng cao lên cho mình như thế này. Xong mọi người đàn thêm một cái đô nữa, fa, đàn thêm một cái fa nữa. Sau mỗi hợp âm mình sẽ đàn hai lần ha mọi người, và cái hợp âm lần thứ hai á mình sẽ nhét vô giữa hai câu để tạo cái sự liên kết. Đây chậm này. Rồi thì thêm một lần đô nữa nha mọi người, nhưng mà cái nốt cuối cùng phải đánh chung nha, đánh chung với câu thứ hai, đánh riêng này. Rồi đánh riêng này thì bình thường, dằn rất là mạnh, quay lại. Bây giờ mình sẽ đàn full bài thăm mọi người, mình đàn từ đầu đến đây luôn, và trong quá trình đàn mình có thể phăng phiu hơn một xíu ấy. Thì dành cho những bạn nào mà cảm thấy nãy giờ mình đàn hơi dễ thì mọi người có thể theo mình. 2, 3, 4. Nó phải giật giật xíu nhá. Swing with me.
cao nếu muốn. Rải để kết nhé, mình nên làm sao cho nó có cái nhịp giật giật á, 2 3 4 5 đó, thì nó sẽ ấn tượng hơn việc mà mình chạy hợp âm như thế này ha, chỉ phù hợp cho những cái bài rải ballad thôi. Ok, chúc mọi người tập thành công nhé. Nếu bạn thấy bài học hữu ích thì nhớ like và chia sẻ cho mình nha. Tạm biệt mọi người.